Sáng ngày 5 tháng 4, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ phát động toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2019. Theo Sở Y tế Đồng Tháp, mỗi năm Việt Nam cần khoảng 1,8 triệu đơn vị máu điều trị, tuy nhiên nguồn máu chỉ đáp ứng khoảng 54% nhu cầu. Riêng tại tỉnh Đồng Tháp, các cơ sở điều trị trong tỉnh cần khoảng 3.000 lít máu trên một năm. Đây là lượng máu tương đối lớn, không thể có được nếu không có phong trào hiến máu tình nguyện toàn dân. Năm 2018, Đồng Tháp huy động được trên 14.000 đơn vị máu, qua đó góp phần không nhỏ cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh và khu vực. Với khẩu hiệu hiến máu cứu người xin đừng thờ ơ, hiến giọt máu đào, trao đời sự sống, ngay sau lễ phát động, thanh niên người dân đã hiến gần 300 đơn vị máu.